vào ngày 7 tháng 7, gần mộ công chúa, đều sẽ có người thấy nữ quỷ mặc áo cưới màu đỏ xuất hiện trên ngôi mộ này, lang thang khắp nơi. Nghe nói hôm nay là ngày rỗ của vị công chúa đó, cũng là ngày âm khí nặng nhất, linh hồn của cô ta sẽ quay lại. Mà ngày 7 tháng 7 năm nay, tôi, trưởng lão đứng đầu cái bang sẽ dẫn tất cả cư dân mạng cùng nhau đến mộ công chúa này qua đêm. Khi đó, tôi sẽ dẫn đội livestream chuyên nghiệp nhất để cùng khán giả theo dõi khoảnh khắc lịch sử này. Nữ quỷ có thật sự tồn tại không? Tiền công chúa là thật hay giả? Hãy xem livestream của tôi đúng vào giờ này tối nay, Hãy dành chút thời gian like và share nhé. Tôi là trưởng lão đứng đầu cái bang, chúng ta sẽ không gặp không về. Phương Ninh tiên sinh, chúng tôi đã đăng video tuyên truyền rồi. Một ngày đã trôi qua, số lượt truy cập vào video này đã vượt quá 1 triệu, có thể nói là rất hot. Các cậu làm tốt lắm, không hổ là đoàn đội chuyên nghiệp. Đạo diễn Vương, livestream hôm nay nhờ cả vào các anh đấy, nhất định phải giúp tôi lên kế hoạch thật tốt nha. Vâng vâng, Phương Ninh tiên sinh quá lời rồi. Ngoài mặt tên béo này tươi cười nhưng trong lòng đang chửi thầm Phương Ninh, nếu không phải vì gần đây kinh doanh sa sút Quỷ mới cùng cậu đến nơi hoang vu này để livestream gì đó. Đây sẽ là đội hình tác nghiệp tối nay, lão đại tìm việc ở đâu vậy? Không phải trước đây chúng ta chỉ quay những video ngắn với chi phí thấp sao? Ai biết đâu, cậu đừng nói nữa, xung quanh nơi này thật sự đáng sợ. Bỗng có một thanh niên hớt hải chạy vào thông báo với đạo diễn, nữ diễn viên nói rằng nơi này quá hẻo lánh, hiện tại cô ấy có việc phải làm nên hình như sẽ đến sau. Chỉ là diễn viên quần chúng còn làm ra vẻ, bảo cô ta mau tới, không được trì hoãn livestream lần này. Vâng vâng vâng, đó là đương nhiên. Theo kế hoạch Việc quay phim bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút tối. Bây giờ là 7 giờ 30 phút rồi, còn 4 tiếng nữa mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đi. Quả nhiên là đoàn đội chuyên nghiệp mà. He he he, không ủng 1000 tệ mà mình bỏ ra để mời đoàn đội cùng đạo diễn. Chỉ cần hoàn thành livestream hôm nay, chắc chắn sẽ kiếm được món hời lớn. Bất kể mộ công chúa này có thật hay không, mình chỉ cần bầu không khí mà thôi. Tùy ý phát huy một chút, chắc chắn sẽ lên được hot search. Tôi nghỉ ngơi lúc, trước livestream 5 phút phiền anh gọi tôi một tiếng. Không vấn đề, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, bọn tôi sẽ khiến cậu hài lòng. Chuyện gì thế này, còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi, nữ diễn viên đâu? Lúc này từ xa đã có một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát đoàn livestream. Tôi đã thúc giục từ một tiếng trước, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Đợi tôi quay về nhất định sẽ tố cáo cô ta. Không kịp nữa rồi, cậu mau mặc váy cưới đỏ đi. Cậu trai trẻ ấp úng không chịu làm theo, liền bị đạo diễn cho một cước, còn lăng nhằng cái gì, chính là cậu mau đi đi. Nhớ đọc kỹ kịch bản đừng để lộ tẩy đấy. Lúc này cậu ta đã nhìn thấy thứ gì đó trên sườn núi, mọi người nhìn lên trên kia hình như là nữ diễn viên đã tới thấp thoáng từ phía xa một cô gái mặc áo cưới đỏ lờ mờ xuất hiện cô ấy tới từ lúc nào vậy còn tự chuẩn bị quần áo nữa bộ đồ đó có vẻ còn đắt hơn đồ chúng ta chuẩn bị đừng ngơ ra đấy nữ diễn viên đã tới mọi người hãy vào vị trí phương tiên sinh đã đến lúc rồi livestream đã kết nối được chưa được rồi có thể bắt đầu làm theo kế hoạch rất tốt vậy thì livestream bắt đầu ánh sáng đầy đủ máy quay sẵn sàng diễn chào các bạn khán giả nơi này chính là mộ công chúa các bạn sinh ra ở hải thị chắc chắn đều nghe qua về truyền thuyết ở nơi này các sự kiện linh dị ở các nơi trên thế giới mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều mà nơi này đã có hơn 5 tin tức nói về nữ quỷ ồ nhìn mọi người bình luận chắc rằng độ phổ biến không tệ nói không chừng lần này có thể kiếm được một số tiền lớn vậy thì chúng ta không nhiều lời nữa bây giờ cùng nhau bắt đầu khám phá phương ninh từ từ tiến lại gần ngôi mộ mọi người vẫn rôm giả bình luận có người tin là thật có người khẳng định là giả trăm phần trăm oan hồn của cô ấy tồn tại trong một thời gian dài cứ vào ngày 7 tháng 7, cô ấy sẽ xuất hiện và nói lên những oán niệm của mình. Trong lúc đó một thanh niên khác đã cầm viên đá ném vào phần mộ để gây giật tĩnh. Phương Ninh liền giả vờ giả vịt, yêu nghiệt mau hiện hình đi. Khởi đầu đã sẵn sàng, tiếp đến là diễn viên nữ lên sân khấu. Cô mau đến đây đẩy cốt truyện lên cao trào nào. Nhìn dáng vẻ cô ấy quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp, không hề phí tiền. Lúc này điện thoại của cậu thanh niên có tin nhắn đến, liền quay qua gọi đạo diễn nhưng ông ta phớt lờ, nói bây giờ là thời khắc mấu chốt không được làm phiền. Hot rồi lần này hot thật rồi. Độ phổ biến của livestream đã vượt quá một triệu, lọt vào top 10 ở bảng hot search. Theo hợp đồng bọn mình sẽ được nhận 10% hoa hồng, lần này phát tài rồi. Lại nhảy gì hoài vậy, đứng sang một bên, cậu không cần lương nữa sao, lúc nào rồi dám chen miệng vào. Các đơn vị chú ý, sắp 12 giờ đêm, Phương Ninh tiên sinh, hãy chuẩn bị đến gần nữ diễn viên. Nữ diễn viên cứ chạy trốn theo kịch bản trước đó. Đạo diễn, ban nãy livestream bắt đầu nữ diễn viên còn chưa lấy tay nghe. Bỗng một trận cuồng phong nổi lên, khói bụi mịt mù làm không ai mở mắt ra được. Thời tiết quỷ gì vậy, đột nhiên lại gió to quá, cậu trai nhìn lại sườn núi thì vô cùng hoảng hốt cô ấy biến mất rồi phí lời đã đưa kịch bản cho cô ta vào tối qua bây giờ đương nhiên là phải trốn đi chứ phương ninh tiên sinh diễn viên đã chuẩn bị sẵn sàng bây giờ hãy đi lên sườn núi cậu ta lại tiếp tục thao túng khán giả ban nãy có trận gió lạnh thật sự làm tôi hết hồn vốn dĩ tôi không tin thần quỹ nhưng bây giờ lại có chút sợ hãi tôi thậm chí còn tự hỏi liệu thật sự có hồn ma của tiền công chúa ở đây không nghe những lời đó khán giả liên tục cổ vũ cho phương ninh đạo diễn đạo diễn Đừng quay nữa anh hãy nghe tôi nói. Vẫn chưa xong ư, không thấy mọi người đang bận sao? Cậu ta liền đưa tin nhắn của nữ diễn viên ra, cô ta đã gọi lại cho tôi rồi. Nói là ban nãy ngủ quên, căn bản chưa hề tới. Lúc này tên đạo diễn đã toát mồ hôi lạnh hai chân đánh cầm cập vào nhau, vậy người trên sườn núi là, rốt cuộc là ai? Phương Ninh bất ngờ ngồi sụp xuống, nữ diễn viên này cũng quá chuyên nghiệp rồi, vậy mà mình không hề cảm nhận được cô ấy đang ở đây. Cô, rốt cuộc là ai? Đạo diễn vừa tái mặt vừa nắm cổ áo cậu thanh niên, nữ diễn viên chúng ta mời không tới Vậy cậu nói cho tôi biết người trên sườn núi bây giờ là ai? Sao? Sao tôi biết được? Tôi đã sớm muốn nói với anh rồi. Lúc này cameraman đã phát hiện ra điều bất thường, mọi người mau nhìn chân của cô ta. Mẹ kiếp thật hay giả vậy, cô ta thật sự là quỷ, các người nhìn kìa chân của nữ quỷ đó đang lơ lửng trên không trung. Những người ở hiện trường nhìn tận mắt vô cùng sợ hãi, còn khán giả thì nữ tin nửa ngờ. Chẳng lẽ chúng ta thật sự gặp quỷ ư? Vậy mà người trên sườn núi thật sự là công chúa tiền triều trong lời đồn. Không đúng, sao quỷ có thể bị máy ảnh ghi hình lại được? Vậy cô ta là thứ gì, hồn thể nào đấy, hay là sinh vật ngoài hành tinh? Theo kịch bản Phương Ninh vô cùng sợ hãi, la lối thất thành. Nhưng trong lòng phục đạo diễn tới đất, tìm đâu ra một diễn viên chuyên nghiệp vãi trưởng, chất lượng của bộ đồ và mái tóc nhuộm trắng thật tuyệt vời. Lần này đúng là đã hời to khi tìm đoàn đội bọn họ. Phương Ninh liền ngồi bật dậy, tiếp theo là đến mình diễn rồi. Cậu ta liền lấy đèn pin ra gọi thẳng vào mặt nữ quỷ. Tiểu gia tôi sinh ra trong ánh nắng, sống trong gió xuân, chỉ là quỷ hồn, căn bản không thể tiếp cận tôi. Sau khi diễn xong còn quay lại nháy mắt với khán giả một cái. Trong khi đó đội hình livestream thì sợ đến sắp rớt trong mắt ra ngoài. Này, sao hình như tôi thấy móng tay cô ta đang mọc dài ra, đáng sợ quá. Phương Ninh tiên sinh, xin hãy lập tức dừng livestream, từ từ lùi lại, e là chúng ta gặp nữ quỷ thật rồi. Đạo diễn, đột nhiên có một làn sóng điện từ kỳ lạ ở phía trước. Hình như chúng ta đã mất tín hiệu, giờ không thể liên lạc được với bọn họ. Đạo diễn, mặc kệ cậu ta chúng ta chạy đi. Cơn gió cuồn cuộn lại một lần nữa nổi lên kèm theo hai đường phong đao cày sới mặt đất từ sườn núi đến nhóm người livestream. Bọn họ quá đỗi kinh hãi quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Còn về Phương Ninh đã bị nữ quỷ bóp chặt cổ dơ lên cao. Một cơn gió lướt qua thổi bay khăn choàng đỏ, để lộ ra một gương mặt vô cùng xinh xắn. Nhìn thấy vẻ đẹp trước mặt làm Phương Ninh không khỏi ngượng ngùng khen lấy một câu, đẹp quá đi. Khán giả xem livestream cũng rầm rộ bình luận, tất cả đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp kiêu sa này. Nữ quỷ càng bóp càng chặt làm Phương Ninh nghi ngờ, đây là tình huống gì vậy, sao lại khác với kịch bản. Một cô gái nhỏ nhắn như cô ta lại có sức mạnh khủng khiếp, mình sắp không thở được nữa rồi. Khán giả bây giờ cũng đã chắc chắn cô gái này là nữ quỷ hàng thật giá thật. Cô nàng cùng Phương Ninh bay lên khỏi mặt đất. Quá đáng sợ, đây là công chúa tiền triều, lời đồn là có thật. Chuyện gì thế này, cô ấy muốn giết mình sao? Sắp tắt thở thật rồi. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết. Đạo diễn, anh mau nghĩ cách đi, tôi vẫn còn trẻ lắm. Cậu nói xem cách gì giờ? Cơn gió lạnh đằng sau còn có rảnh sâu trên mặt đất, cơ thể cậu có thể cứng hơn đá không? trong giây phút tuyệt vọng phương ninh dường như chìm dần xuống đáy biển sâu thẳm lúc này bỗng có một tia sáng xuyên thẳng qua người cậu ta làm cậu chợt bừng tỉnh cô không biết livestream lần này quan trọng nhường nào đâu cô diễn bình thường cho tôi đi bị phương ninh nắm chặt cổ tay cùng với chiếc vòng ngọc phát sáng làm nữ quỷ có chút bất ngờ sau khi thoát khỏi bàn tay nữ quỷ kim quang xung quanh người phương ninh tỏ ra nghi ngút đáng ghét suýt nữa thì bị bóp chết rồi còn đoàn đội chuyên nghiệp đâu cô gái này diễn như vậy sao không được bây giờ đang livestream mình khổ cực lập kế hoạch không thể thành công dã tràng được không ngờ trong mộ công chúa này mà thật sự có nữ quỷ. Không giấu gì mọi người, tôi lớn từng này rồi vẫn luôn độc thân. Nếu cuối cùng phải chết thì trước khi chết tôi muốn làm một chuyện chưa từng nghĩ tới. Cậu ta liền chỉnh trang đầu tóc trang phục, các bạn khán giả, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hôm nay tiểu gia tôi sẽ chơi lớn, Phương Ninh quỷ xuống trước mặt nữ quỷ. Vị công chúa này, mong cô buông bỏ chấp niệm ngàn năm đó, gả cho tôi đi. Hành động của Phương Ninh làm khán giả khen lấy khen để, hảo hán, thật mạnh mẽ, bao chủ được lắm. Chính là khoảnh khắc này, sử dụng sự tương phản để đạt đến cao trào buổi livestream hôm nay. Cuối cùng nữ quỷ cũng đã mở miệng, gả cho ngươi. Cô nàng bước tới nắm tay Phương Ninh nhấc bổng lên, cuồng phong lại cào xé không gian một lần nữa. Nữ diễn viên này có chuyện gì vậy? Tại sao lại không diễn theo kịch bản? Không phải lúc này cô ấy nên bị lời cầu hôn của mình dọa cho chạy mất sao? Nữ quỷ chàng qua vai Phương Ninh, kéo cậu ta lại sát gương mặt của mình, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, "Tại sao? Tại sao bây giờ chàng mới đến cưới ta?" Cô nàng uất ức bật khóc, "Tại sao lại để ta đợi chàng lâu như vậy?" Chuyện gì thế này, những cơn gió và vụ nổ thật sự có khả năng làm được bằng đạo cụ hoặc cơ quan nào đó không? Cơn thịnh nộ của nữ quỷ ngày càng khủng khiếp, tại sao tại sao chàng lại để ta một mình ở nơi này? Sức gió mạnh đến nỗi đẩy đoàn tác nghiệp văng ra xa đập vào gốc cây, máy quay quả đạo cụ cũng không thể ghi hình nữa. Ôi, gặp quỷ thật rồi, đây chắc chắn không phải là do đạo cụ làm. Một đời anh minh của mình sẽ không để lại ở đây chứ. Mình vẫn còn chưa kiếm đủ tiền, vẫn chưa muốn chết. Tại sao tại sao muốn bỏ ta lại, đừng để ta ở lại đây một mình mà, cô nàng nghẹn ngào rưng rưng nước mắt nghe những lời nói của nữ quỷ làm phương ninh nhớ lại thời thơ ấu con ở đây mấy ngày cha mẹ rất nhanh sẽ trở về chú gì sẽ chăm sóc tốt cho con con phải nghe lời đó tiếp theo là một chuỗi ngày sống như địa ngục bị hành hạ đánh đập không làm việc sẽ bị bỏ đói đến chết cha mẹ con nhớ hai người hai người đang ở đâu đừng để con lại ở nơi này mà con sẽ nghe lời hóa ra cô cũng giống tôi sao đồng cảm với nữ quỷ phương ninh đặt tay lên đầu cô ta nhẹ nhàng xoa xoa sau đó lấy chiếc nhẫn da đeo vào tay nữ quỷ ôm chặt cô nàng vào lòng cảm nhận được sự ấm áp của phương ninh cùng phong đã bắt đầu phẳng lặng tôi quay lại để cưới cô câu nói vừa dứt nữ quỷ đã hất văng phương ninh lên cao sau khi rơi xuống đập đầu vào một gốc cây bất tỉnh rất lâu rất lâu sau đó đường đội livestream đã đánh thức cậu ta dậy anh cuối cùng cũng tỉnh rồi phương tiên sinh may quá anh còn sống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nữ quỷ tối qua đâu rồi sau trận gió đêm qua thì chúng tôi đều hôn mê anh biết sau khi chúng tôi đều ngất đi còn xảy ra gì không bọn tôi đã kiểm tra máy quay đáng tiếc là máy quay bị đổ chỉ có thể nhìn thấy cỏ cây đất đá sau cơn gió đó livestream cũng đã dừng rồi nhớ lại hành động đeo nhẫn cho nữ quỷ cùng gương mặt vui sướng của cô nàng phương ninh đành giấu đi vậy chả có chuyện gì chắc tôi ngất cùng lúc với các anh đêm qua mộ công chúa đáng sợ như vậy ba ngày thì lại trở nên bình thường đúng rồi phương ninh tiên sinh tài khoản của anh đã tăng thêm 15 vạn người theo dõi đêm qua không chỉ như vậy riêng thu nhập đã là ba vạn tệ rồi không tính một vạn năm do nền tảng khấu trừ thì số tiền đến tay là 15 vạn tệ đấy Tôi sẽ gửi cho anh video livestream của ngày hôm qua, sau khi anh đăng nó, chắc chắn sẽ tích lũy được một lượng lớn người hâm mộ. Ha ha ha, được đấy, được đấy. Đạo diễn đừng lo về phần của anh, tôi sẽ trả tiền theo hợp đồng, một cách cũng không thiếu, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong tương lai. Tất cả chúng ta đều ở lại đây một đêm, cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi. Kết thúc công việc thôi, vâng. Đến chiều Phương Ninh đã trở về căn hộ tồi tàn của mình. Làm một ngụm cola thật sảng khoái, sau đó nằm vật ga sofa xem video phát lại. Mới đăng lên có nửa tiếng số người xem đã hơn 10 vạn rồi. Còn có vô số bình luận điên rồ này, coi như là một đêm bạo hồng, về sau sẽ là đại gia rồi. Kể ra thì mình cũng chưa từng hỏi qua cô ấy tên là gì. Kỳ lạ, rõ ràng vừa mới dậy nhưng bây giờ đã buồn ngủ. Không biết đêm qua mình cầu hôn cô ấy, cô ấy có đi theo mình không nữa. Đừng tới đây, xin đấy, tôi muốn sống thêm mấy năm giàu có. Hơn nữa trình độ oán linh đó chắc là địa phược linh, không thể tùy tiện rời đi nhỉ. Có lẽ cô ấy đã tự quay trở lại ngôi mộ vì trời đã sáng. Tiếp theo chỉ cần nghĩ cách tận dụng sự nổi tiếng này và tiếp tục quay video để kiếm tiền. Trong lúc Phương Ninh ngủ, chiếc vòng ngọc trên tay lại phát sáng. Đến khi trăng lên cậu ta mới bất ngờ tỉnh dậy, mơ mơ màng màng tìm điện thoại nhưng lại nắm trúng một thứ gì đó. Vừa mở mắt ra thì cô công chúa tiền triều đã ngồi ngay trên ngực. Sau khi thấy cô ta ngồi trên người anh chàng sợ hãi lùi về góc tường. Chết cờ mờ nờ rồi, là quỷ thật sao hay là nằm mơ? Nghe nói ngày nghĩ gì đêm mơ đó, không ngờ lại mơ giấc mơ sáng suốt y như thật. Nếu là giấc mơ sáng suốt, vậy giấc mơ có thể thay đổi theo ý thức của mình phương ninh liền chấp tay niệm chú mình không thấy cô ấy mình không thấy cô ấy nghe mấy lời sàm lon của cậu ta nữ quỷ ngơ ngác không hiểu nổi thôi bỏ miệng rồi không hề biến mất luôn đáng ghét chẳng lẽ quá mệt nên không thể rời khỏi giấc mơ ư sau khi vào đầu bức tóc liền nảy ra sáng kiến mình nhớ hồi trước từng xem qua nếu muốn kiểm tra xem mình có phải đang nằm mơ không thì bẻ ngược ngón tay ra sau mu bàn tay nếu đang nằm mơ thì chắc có thể bẻ được hơn nữa sẽ không đau tiếng thét thất thanh của phương ninh làm náo động cả tòa trung cư hai chú mèo ở trên cây đang hành sự bị dọa sợ đến nổi sững hết lâu đau quá chơi ngu rồi cô nàng nữ quỷ thấy phương ninh hành động kỳ quặc liên tiếng hỏi chàng đang làm gì vậy chết tiệt đây chẳng lẽ không phải là mơ cậu ta bò lại gần nữ quỷ chạm vào thử thật sự không phải là mơ cô ấy là thực thể sao sao cô lại ở đây toi rồi bị quỷ theo về tới nhà đêm nay chẳng lẽ phải kết thúc ở nơi này sao tình huống này là thế nào hình như không phải đuổi theo để giết mình cô nàng nhẹ nhàng cầm tay phương ninh ta tới đây để ở bên chàng câu nói này làm cho phương ninh mất màu gặp tôi để làm gì chúng ta đâu có quen đâu đại tỷ nghe những lời thờ ơ đó làm nữ quỷ siết chặt tay lại thốt ra hai từ tướng công với giọng hờn trách chẳng lẽ cô ấy coi mình là tướng công thật rồi nói như vậy chẳng lẽ chàng đã quên ta rồi sao thật không thể tha thứ nhìn thấy quỷ khí của cô nàng bắt đầu bộc phát làm phương ninh sợ muốn tẻ ra quần lần này liệm chắc rồi giữ mạng là quan trọng nhất cô ấy nói gì thì chính là cái đó tối nay lừa cho qua đã rồi tính tiếp đương nhiên là ta không bao giờ quên liền nắm chặt tay nữ quỷ tên của nàng là gì ấy nhỉ thiếp tên khương lê ừm đúng rồi đúng là khương lê nghe tướng công vẫn còn nhớ đến mình cô nàng cười hạnh phúc như đứa trẻ còn phương ninh cũng vui vãi trưởng vui vì mới sống lại ban nãy chỉ cần một lời không hợp là bị ăn luôn rồi nhưng mà nữ quỷ này đúng là quá xinh đẹp chẳng lẽ do độc thân quá lâu sao vậy mà lại có cảm giác động tâm với một nữ quỷ e hèm cô đến đây bằng cách nào nơi này cách mộ công chúa ít nhất cũng là 10 cây số cô nàng liền tập trung linh lực cơn gió thổi tốc váy lên cao sau đó chui vào trong cơ thể của phương ninh Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy đâu rồi? Cậu ta hốt hoảng tìm kiếm. Ta đang ở đây này, trong thân thể của chàng. Thị phạm xong xuôi thì cô nàng thoát ra khỏi cơ thể của Phương Ninh, không may té sấp mặt trên sàn. Bất ngờ bị ngã làm cô nàng có chút choáng váng, bò dậy một cách gợi cảm. Vậy mà có chút đáng yêu, hơn nữa trong có vẻ cô ấy không hề muốn làm gì mình. Cô nàng hậu đậu chưa đứng dậy xong lại vấp trúng vạt áo, một lần nữa té ngã về sau, cái mông đáng thương quá, đúng là cạn lời mà. Hay là cô thay quần áo đi, mặc bộ đồ này có chút bất tiện nghe lời của Phương Linh, cô gái có một suy nghĩ táo bạo nào đó, liền niệm chú hóa phép, luồng chân khí màu xanh xuất hiện bao lấy cơ thể nữ quỷ. Chẳng lẽ là thuật hoán trang trong truyền thuyết sao? Anh sao?